hay là bộ gà phải không? Cái này nó có hai cái chế độ. Khi mà chú mà dùng công tắc này á, là chú bật lên là máy nó sẽ chạy. Đấy, chú nhìn xương không, miếng không? Chú cầm cái cần là thấy nó mạnh hay không à? Thấy không? Còn khi mà chú không dùng công tắc này thì đây có một cái vang này. Bật lên là nó bắt đầu nó chạy, nó bơm. Đấy, là chú bơm thuốc, chú muốn ra ít thuốc đúng không? Còn mà chú mà bơm nhiều mạnh hơn là chú cứ vặn lên thôi. Đấy, vặn lên một cân một xíu nữa lên này. Thấy chưa? Đấy, chú mà vặn lên nữa là nó chịt nó phun như thế này luôn. Chú cầm đây cảm giác cái mực phun của máy này. Chú tắt làm nó tự động ngắt. Đấy, chú mở ra nó chạy. Đấy. Đấy, khi mà chú muốn ngưng thuốc là chú khóa vang lại thôi. Dạ. Đấy.